Xin chào các bạn, HTC One khi bán ra gây ấn tượng mạnh với thị trường người dùng. Đó chính là việc thiết kế của nó rất là đẹp, chắc chắn và toát lên cái vẻ sang trọng thiết bị cao cấp. Tuy nhiên thì điều này khiến cho HTC One được bán ra muộn hơn vì cái việc cấu tạo của nó, chế tạo thì nó mất nhiều thời gian hơn. Và hôm nay mình giới thiệu các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc HTC One này. Liệu HTC One có gì khác ngoài là việc chỉ là một chiếc smartphone đẹp và cao cấp hay thôi? Về thiết kế của chiếc HTC One này, nhiều người nhìn vào thì các bạn sẽ cảm nhận là nó mặt trước hơi giống với chiếc BlackBerry Z10. Nó chia làm 3 phần khác nhau, gồm phần loa, hai loa trên dưới và phần màu đen ở giữa này. Thì như vậy nó sẽ khá giống với cái mặt lưng của iPhone 5, các bạn thấy là rất là có nét tương đồng nhau. Và kể cả cấu tạo bằng nhôm thì cũng giống với iPhone 5 này. Tuy nhiên thì các bạn có một điều về khá là vui mừng đối với những ai là fan của HTC. Khi mà cái việc vỏ nhôm của chiếc HTC One này không mỏng manh như là chiếc iPhone 5, các bạn để ý hai thiết bị này có một điểm chung là cái đường vát cạnh của nó được cắt bằng lưỡi cắt kim cương, nó rất đẹp và sang trọng. Trên iPhone 5 đây là một trong những điểm yếu nhất của nó, khi mà cái đường cắt kim cương này thì nó rất hay bị xước và chúng ta thể hiện rõ ràng trên cái phiên bản màu đen là thế nhất. Tuy nhiên thì với chiếc HTC One thì điều này không gặp phải, cái đường cắt kim cương của nó rất là chắc chắn và nó sau một thời gian sử dụng thì mình thấy nó không dễ dàng bị tổn thương như iPhone 5. Vỏ nhôm của nó trong một bài thử nghiệm độ rơi chiếc HTC One này, độ bền của nó cũng cao hơn hẳn so với iPhone 5. Có lẽ nguyên nhân ấy là cái phần khung của nó, phần khung xương chạy dọc theo máy này là nó làm bằng nhựa chứ không phải là làm bằng nhôm như kiểu là iPhone 5 kia. Ngoài ra cái phần nhựa này thì các bạn cần phải lưu ý một điều là cái màu trắng của nó rất dễ nhanh bị bám các vết bẩn, vì thế nó xỉn màu cực kỳ là nhanh. Chúng ta phải cẩn thận và tốt nhất theo mình nghĩ là các bạn nên mua một cái ốp lưng cho máy thì tốt hơn. Về cái màn hình của chiếc HTC One, HTC không có những cái công nghệ màn hình quảng cáo nhiều như là Sony với Bravia LG Mobile 2, không có công nghệ màn hình độc quyền và đắt tiền như là Super AMOLED Samsung. Nhưng mà tại sao HTC luôn là nhà sản xuất có thiết bị đẹp nhất trên thị trường? Ngày xưa là HTC One, One X và bây giờ là HTC One. Màn hình của nó đẹp, thứ nhất là màu sắc trung thực, cái độ tương phản góc nhìn mọi thứ về nó là cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn hầu như là không có một điểm chê nào đây màn hình của chiếc HTC One. Về phần mềm, khá là thất vọng khi mà nói cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S4 thì HTC One và Xperia Z bán ra để chỉ chạy Android 4.1, trong khi đấy Galaxy 4 chạy Android 4.2 và HTC One chúng ta phải chờ lịch update sau. Cái giao diện của nó là giao diện Sense 5 thì với cá nhân mình, Sense 5 không thực sự để lại cho mình quá nhiều ấn tượng. Nó là một giao diện hết sức đơn giản đi theo một cái xu hướng mới của HTC, họ đơn giản, nhẹ nhàng, dễ sử dụng. Nhưng mà đầu tiên là nói về cái Blink Fit, đây thực sự là một cái sự khó chịu đối với mình. Blink Fit này chỉ sử dụng đối với người nước ngoài, khi mà toàn bộ thông tin của nó đưa đến đều là thông tin từ các trang nước ngoài bằng tiếng Anh, không thể thêm vào các trang bằng tiếng Việt. Có trang các bạn chỉ sử dụng Facebook mà thôi. Mà Blink Fit mà là một sự khó chịu khi mà cái tính năng này hoàn toàn không thể tắt được đi trên home screen. Các bạn sẽ có các trang màn hình home khác, nhưng mà Blink Fit sẽ luôn xuất hiện trên cái màn hình home của bạn. Vì vậy nên mình đã quyết định phải sử dụng một cái giao diện khác. Thứ nhất thì cái giao diện khác của mình, các bạn nhìn thấy đây, nó đẹp, tùy biến của nó cao hơn rất nhiều so với giao diện Sense 5. Và hơn nữa là nó mang một phong cách tươi trẻ hơn. Sense 5 kia thì giao diện của nó đen kịt, như là cái giao diện App Drawer của mình này, hoàn toàn là màu đen, không thể thay đổi được hình nền. Và cái cài đặt của nó cũng không có gì là quá đặc biệt cho lắm. Hiệu năng của chiếc máy này, nó sử dụng vi xử lý Snapdragon 600 nên mà hầu như là không hề cảm thấy cái độ trễ và lag trong thiết bị này. Có thể nói là với vi xử lý Snapdragon 600 trên chiếc HTC One cũng như là hoặc là cái vi xử lý đấy tương tự trên Galaxy S4, các bạn thể sử dụng thiết bị smartphone này, mình nghĩ là ít nhất phải 2 năm tới nó vẫn có thể đảm nhiệm tốt những cái game nặng cũng như mọi thao tác nặng của bạn trên thiết bị di động của mình. Có một điều mình cảm thấy thực sự khó chịu với lại chiếc HTC One, đó là việc cái phím bấm của nó. Ok, HTC sử dụng hai phím cảm ứng gồm phím back và phím home thì không vấn đề gì. Nhưng cái việc HTC bỏ đi phím menu thì đã dẫn đến một cái vấn đề, đó là trong màn hình của nó sẽ xuất hiện một dải màu đen, nó chiếm đi một cái phần phím bên này, là do cái thiết bị của mình khi mà mình cài các game ứng dụng thì nó sẽ coi như là máy không có phím bên ngoài mà sử dụng phím trực tiếp trên màn hình nên xuất hiện dải đen này. Tương tự chiếc Nexus 4 hoặc là chiếc Xperia Z đều bị như vậy. Nên mà mình cực kỳ khó chịu với chiếc HTC One khi mà tự nhiên chiếm mất một phần pixel mà thực tế đáng ra cái phím này không nên xuất hiện lên màn hình vì HTC One đang sử dụng những phím cảm ứng bên ngoài. Có lẽ là chúng ta cần phải chờ xem HTC làm nào để cho cái phím HTC này sử dụng cảm ứng được, như là một số lập trình viên trên mạng họ đã làm được điều này. Về camera của thiết bị này, nó có camera 4 megapixel sử dụng công nghệ gọi là Ultra Pixel của HTC. Ultra Pixel theo một số thông tin trên mạng mình đã đọc các bài đánh giá và cũng như cá nhân mình thì nhận xét là nó đẹp nhưng mà không thực sự ấn tượng, không tạo nên sự khác biệt quá nhiều.
Ở đây một số bức ảnh thì mình chụp bằng cái chiếc HTC One này. Các bạn có thể có một số kinh nghiệm như sau. HTC One ấy, giao diện chụp ảnh của nó không thực sự là đem lại cho mình thoải mái cho lắm. Nếu như Sony và Samsung, họ thường trang bị các cái phím tắt ở bên trái này, chúng ta có thể chỉnh nhanh này, nào là bật, nào là hẹn giờ chụp ảnh này, chế độ chụp HDR có hay không này, hoặc là chế độ chụp khác. Tuy nhiên HTC họ lại tắt hết toàn bộ những cái phím tắt này đi và bao gồm các bạn chỉ tập trung hết vào một cái phím gọi là 3 chấm và chúng ta có thể chỉnh những tính năng còn lại trong này. Rất là mất thời gian, ngay cả cái việc là mình chụp từ camera trước và camera sau, mình phải bấm một cái này này, sau đó bấm vào mới chuyển được camera trước và camera sau. Trong khi với Samsung hoặc là với Sony thì họ chỉ làm có một việc duy nhất là bấm vào cái phím ở bên góc trái này, cực kỳ là tiện lợi. Và những cái cài đặt trong này rất là rắc rối và nó mất nhiều thời gian chúng ta tìm hiểu hơn. Với những ai mà các bạn mà có am hiểu hoặc là các bạn thích mày mò về camera thì ok. Với những ai với những người dùng cơ bản thì họ sẽ cực kỳ khó chịu với giao diện này của HTC One. Và trong điều kiện chụp ảnh thì các bạn nên lưu ý tận dụng tối đa cái tính năng HDR. Ở đây mình có một bức ảnh chụp trong chế độ HDR, bật và tắt HDR. Các bạn có thể là chế độ chụp ảnh HDR của HTC One cho lại hình ảnh nó đẹp, phải nói là nó đem lại ánh sáng đầy đủ và sắc nét hơn rất là nhiều. Tại vì Ultra Pixel sẵn là điều kiện chụp chiếu sáng của nó cực kỳ tốt và bù sáng của nó tuyệt vời hơn là các thiết bị khác trên thị trường. Thì các bạn nên tận dụng tính năng HDR này. Tuy nhiên nếu trong điều kiện ánh sáng đầy đủ mà bật HDR lên thì nó sẽ bị hơi bị cháy một chút. HTC One này còn nhấn mạnh vào các tính năng khác như là camera có tính năng gọi là dấu y. Các bạn chụp dấu y thực chất là sau khi các bạn bấm chụp thì nó sẽ quay trước 1 giây và 3 giây sau khi các bạn bấm chụp. Thì như vậy chúng ta sẽ có được những hình ảnh rất là tuyệt vời, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Và như vậy mình hoàn thành xong bài đánh giá chiếc HTC One và mình thực chất mình sẽ đi đến các bạn một cái bài tổng kết. Nếu các bạn thực sự yêu thích một cái thiết kế cao cấp trên thiết bị di động, các bạn thích cái vỏ nhôm và đẹp nam tính và thực sự là sang trọng như iPhone 5 mà không thích sử dụng iOS thì các bạn nên lựa chọn HTC One. Đây là một thiết bị di động phải nói là quá đẹp, mê lòng người bất kỳ là nam hay nữ. Tuy nhiên các bạn sẽ không mua HTC One khi các bạn đã bị quá mê hoặc bởi những tính năng thông minh của Galaxy S4 hoặc đơn giản là 4 megapixel không đủ để thuyết phục được các bạn. Và hoặc là các bạn có nhu cầu để đi chụp ảnh, chúng ta sẽ in ra khung ảnh lớn hơn. Và các bạn còn thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và hãy cho chúng tôi biết các bạn sẽ lựa chọn HTC One hay là lựa chọn thiết bị nào khác trên thị trường. Hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.